đẹp ghê. Cái cây đẹp lắm. Bông, con nói đi, bông. Hai mọi người, bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng quanh vườn với tất cả mọi người nha. Và mình sẽ khoe cho tất cả mọi người thấy là khu vườn của mình đẹp như thế nào ha. Và ở đây các bạn sẽ thấy ở bên Mỹ này hầu như nhà ai cũng có thảm cỏ như vậy các bạn ha. Và khi mà lên hình hoặc là các bạn thấy xong trong cái khu dân cư họ ở thì nó rất là đẹp. Và nó làm cho tôn lên cái nhà của mình nó xanh sạch đẹp. Đây các bạn, hoa trong vườn đó, rất là đẹp ha các bạn ha. Xong rồi, bây giờ á mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái điều mà làm cho mình cực kỳ sợ mỗi khi chiều tà. Đó là gì? Mời tất cả mọi người cùng cái xem những cái tấm ảnh này mình sẽ gửi đến tất cả mọi người nha. Tan nát đời hoa, các bạn thấy tôi không nè mọi người nè. Cái đợt này á, mình không biết mũi này là mũi gì mà nó rất là nhỏ. Đây các bạn nhìn hình nó, đây hai cái con ô minh dịch vật này đây đó. Rồi á các bạn biết không, nó rất là nhỏ và mình không biết làm sao mà nó cắn độc cực kỳ các bạn. Các bạn xem nè, nó cắn cái tay của mình nè các bạn. Nó làm mủ luôn các bạn. Con muỗi nó cắn mà mình tưởng tượng giống như là con kiến kiến lửa cắn vậy đó. Y hệt như con kiến lửa cắn vậy các bạn. Nó cắn mà nó làm cho mình á, các bạn biết không? Kêu bằng ram gãi mà ra nước vàng luôn các bạn. Và nguyên cái tay của mình là coi như banh xác luôn mọi người ơi. Chịu không nổi. Nè các bạn, coi mình gãi nè, mình gãi nè. Đó, nó làm thẹo nè, nè các bạn thấy nè. Đó, đó mấy cái cừu chỏ của mình nè. Mũi cắn banh chành hết trơn. Và mình để ý là đợt trước mình cũng bị mũi cắn. Và cái loại mũi kia nó to gấp đôi còn loại con mũi này. Nhưng mà bữa nay cái con mũi này nó bé phần phân nửa con mũi lúc đầu mình mới qua. Cái con mũi lúc đầu mình mới qua mình bị cắn thường nhất là nó rất là to và nó đen hơn con mũi ở bên Việt Nam mình nha các bạn. Mình phân tích cho bạn nghe ha, là nó to hơn và nó đen hơn con mũi bên Việt Nam. Mà nó cắn không có bị ngứa như mũi bên Việt Nam. Thứ nhất. Rồi cái con mũi thứ hai là cái con mũi mà mình mới đưa hình cho các bạn xem đó. Là nó nhỏ phân nửa cái con mũi mà ở bên Mỹ này các bạn. Mà nó đen cũng y như vậy luôn các bạn. Nó cũng có mấy cái vân, nó có hai cái khoanh màu trắng trắng như cái đít nữa. Đó, nó giống như ở bên Việt Nam mình gọi là mũi đầu sóc đó các bạn. Đó, đó. Các bạn biết mũi đầu sóc bên Việt Nam mình nó to lắm đúng không? Là cái mũi đầu sóc bên Việt Nam mình nó to y như vậy đó. Rồi mà cái con bên đây nó còn bự hơn cái con đó nữa. Còn cái con bự đó, nó cắn nó là không có bị gì hết trơn bạn. Nó không độc, không bị gì hết trơn. Cắn xong là lặn, không có gì hết trơn, không sao hết. Và da của mình nó cũng rất là lành, không có bị độc các bạn ha. Vậy mà cái con mũi này nó cắn mình, các bạn biết không? Bữa tối rồi mình quay cái video cho mọi người á, là quay video là đi hái rau để ăn nem nướng đó mọi người. Rồi cái mình mặc cái áo thì nó cũng có khoe cái vai trong này nè. Và cái áo nó cũng khá là mỏng. Mà mình hỏi các bạn chứ mình bây giờ hiện tại mình đang mặc áo rất là dày. Vậy mà nó cũng cắn các bạn. Cắn ngứa dữ trời lắm.
Cái xong cái mình nghĩ là mỗi bữa là mũi nó cắn mình thấy không có bị gì trơn á, không có ngứa, không có gì trơn, nên mình không có sợ. Mình ra mình cắt rau cho đã, mình vô mình nó bất quá vô sức dầu là hết. Nhưng mà không ngờ nó cắn mình tan nát luôn, tan nát như tương luôn các bạn. Tối đêm đó mình gãi sột, mình gãi mà tới chồng mình cũng ngủ kế bên, ngủ không được luôn các bạn. Mình gãi rồi cái mình lấy cái chai dầu trắng, cái dầu trắng á, nước trắng luôn á. Mình sức chai dầu trắng đó, hễ mà mình ngứa là mình lấy chai dầu trắng đó mình sức lên. Hễ mình ngứa là mình sức lên. Mà các bạn biết cái chai dầu trắng nó tròn tròn mới lớn này nè các bạn. Mà mình sức một phát từ đêm tới sáng là nửa chai dầu trắng, các bạn tin không? Rồi hả, từ đầu tới đít mình là hôi mùi dầu, chịu không nổi luôn. Các bạn thấy hả, như vậy nó mới chịu nổi. Mà ý như vậy đó mà các bạn thấy mình còn để lại thẹo nè, các bạn thấy không? Mình gãi tan nát ở trên đây nè, trên cái ngón cái này nó cũng cắn lên nè. Gãi tan nát ở trên luôn. Và cái bắt đầu mình thấy sợ các bạn. Mà hiện tại bây giờ vẫn còn ngứa các bạn. Chứ không phải là hôm qua mình gãi không mà bữa nay nó hết nha các bạn. Bữa nay nó vẫn còn ngứa, nó ngứa dữ lắm luôn. Mà các bạn biết không, nó ngứa y như cái kiểu mà kiến vàng cắn á, cái kiến lửa bên Việt Nam mình á, nó cắn y như vậy đó, nó ngứa theo cái kiểu như vậy đó. Rất là khó chịu mà sức dầu cũng không hết ha. Ở bên Việt Nam mình mà kiến lửa cắn á, thì các bạn sức dầu nó cũng hết ha. Còn cái này mình sức dầu không hết, đây là mình vẫn còn ngứa nè mọi người. Đây nè, nghe đây nè, các bạn thấy không? Đó, ngứa lắm luôn. Trời ơi, thật sự ra mà cái này mình nghe được một cái điều như thế này mà không biết là có hay không nha. Là ở bên đây á, họ thả cái con muỗi, con lăng quăng là ở bên Mễ Ti Cơ hay là bên Iraq hay gì đó. Bên đó đó họ thả những cái con muỗi độc qua các bạn để họ hệ để mũi nó cắn mình bị sốt huyết gì đó hay là như thế nào đó mà người ta nói là mũi nó rất là độc và nó làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều. Là mình nghĩ chắc cái con này đây, mỗi bữa là mình không bị cắn thôi chứ mình không có tới nỗi mà nó ghê gớm tới như vậy. Mà bữa nay thật sự mình bắt đầu mình sợ nó rồi đó các bạn. Và hồi nãy mình ra ngoài sân mình ngồi chơi chút xíu mà nó cắn mình thêm mấy phát nữa, mình sợ mình chạy vô mình không dám ngồi nữa. Tại thực chất ra rồi bữa nay rất là ngứa các bạn, ngứa lắm các bạn ơi. Và sức thuốc không hết. Cái này hả, cái mình hầu tối qua mình nằm mình gãi các bạn biết không? Mình gãi mà hình hầu như là mình không ngủ được luôn các bạn. Hầu như là không ngủ được luôn. Chịu không nổi luôn. Mà các bạn biết không? Ở đâu ra nông nổi đâu? Đây là các bạn. Đây là những khung cảnh đẹp như thế này nè các bạn. Cỏ này nè các bạn, nó nằm ở trong đó đó các bạn. Nó tại vì trong cỏ á là con lăng quăng nó đẻ đây nè. Con muỗi nó đẻ lăng quăng xong rồi ở trong cỏ nó chứa những con muỗi đó các bạn. Cái nó sinh sản nó nở rất là nhiều. Và hả các bạn biết hả, các bạn đi ra hả là nó cắn thê lương luôn. Mà mình các bạn biết không, càng có bụi rậm nhiều, càng có cây cối nhiều, đặc biệt là cỏ nha các bạn. Càng có cỏ mà để cỏ cao một chút xíu là nó cắn dữ lắm luôn. Mà ở nhà này á, mình cũng cắt cỏ nhưng mà muỗi vẫn có các bạn ơi. Nhiều khi á, mình cắt bên nhà mình chứ bên nhà người ta nó qua, bên nhà người ta nó qua nó cắn mình thấy bà nội luôn. Theo kiểu là mình cắt như vậy đi đúng không, nhưng mà ở bên nhà người ta không cắt thì nó vẫn qua mình và nó cắn mình được. Cho nên hả, ngày hôm nay chia sẻ với các bạn cho các bạn thấy được mà. Tan nát đời tương luôn. Rồi bây giờ mình mặc áo tay dài vô để mũi đừng cắn. Mà hồi nãy ra nó cũng cắn sợ quá chạy vô nhà luôn, không dám ngồi ngoài sân nữa. Tại định ngồi ngoài sân chơi chút xíu tám với mọi người, quay video kể chuyện như mọi người nghe, nhưng mà nó cắn quá chạy vô trong nhà luôn, hết dám ra ngoài sân luôn. Và ngày hôm nay chia sẻ với mọi người một ít cái thông tin để cho mọi người biết là ở bên Mỹ này có muỗi hay không nha các bạn. Trời, có nhiều người nhắn tin comment hỏi mình là Minh ơi, bên Mỹ có muỗi không em? Rồi sao anh nghe nói bên Mỹ không có muỗi? Em nói đúng, bên Mỹ nó không có muỗi với điều kiện các bạn ở trong nhà đừng ra ngoài sân. Chứ các bạn ra ngoài sân mà hả, sân cỏ thứ này là cỡ nào cũng có muỗi hết trơn á. Cỡ nào cũng có hết trơn các bạn, đi dài. Đặc biệt nha, mình kể cho bạn nghe nha. Muỗi Mỹ nó khác muỗi Việt Nam ở chỗ này nè, các bạn biết gì không? Muỗi Việt Nam mình á thì ban ngày nó không có nhiều. Nó chỉ ra ban đêm thôi, đúng không các bạn? Mà càng về đêm là nó càng ra. Mà muỗi bên Mỹ nó ngộ lắm các bạn. Nó ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là buổi sáng sớm là nó buổi sáng sớm là nó ra một tốp vậy đó.
tới nắng lên là bắt đầu cái nó bớt, nó không ra nữa. Rồi á, buổi chiều khoảng 6 giờ mấy 7 giờ hoặc là 4 giờ 5 giờ gì đó, khoảng tầm giờ này nè, đổi xuống buổi chiều là nó ra nó cắn, nó mần thịt mình á. Mà còn tới khoảng 10 giờ đổ đi là bắt đầu nó hết rồi bạn. 10 giờ đổ đi là không thấy mũi nữa bạn. 10 giờ đổ đi là ngồi ngoài sân chơi thoải mái luôn, không có con mũi nào ra cắn hết trơn. Nó ngộ vậy đó các bạn. Bởi vì các bạn thấy nhiều khi mình quay video mình ra ngoài sân mình chơi với các bạn á, là 11, 12 giờ đêm mình còn ngoài sân á, nó không có mũi. Mà còn hả các bạn đi mà khoảng từ 4, 5 giờ chiều các bạn ra ha, là nó cắn các bạn banh xác luôn. Giống như bữa đó mình ra ngay buổi giờ chiều, ngay giờ đó mình đi mình hái rau. Tại mình sợ tối chút nữa mình quay video mọi người không thấy, mình để mình định là quay video lúc giờ chiều đó, mà ngay cái giờ đó là ngay cái giờ nó chuẩn bị ra các bạn. Ôi ôi, mà mình các bạn vừa đi tới cỏ có cái hơi người là nó đeo theo nó cắn đó. Một điều khác vậy là mũi Mỹ nó khác với mũi Việt Nam như vậy đó nha các bạn. Ok, bây giờ chia sẻ một ít thông tin vui với tất cả mọi người và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Nếu các bạn muốn quan tâm về cái cuộc sống bên Mỹ như thế nào thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ tìm hiểu và chia sẻ với tất cả mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye bye, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha.